Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Phong Thủy Sa Cát. Một trong những con giáp may mắn trong tháng 10 âm lịch không ai khác chính là những gia chủ tuổi Mùi. Trong tháng 10 âm lịch, tuổi Mùi là một trong những con giáp cực kỳ thành công, tiền bạc bỗng dưng ùn ùn kéo đến, giàu không đỡ nổi. Trong tháng 10 ở công việc, người tuổi Mùi rất chi cảm thấy thoải mái và có nhiều thành tựu lớn trong tháng 10. Do được quý nhân giúp đỡ, công việc vẫn tiến triển tốt là vì tuổi Mùi làm việc có lý trí, quyết định tỉnh táo. Bạn luôn đặt ra những yêu cầu cao cho mình và cố gắng hoàn thành đúng thời gian và không phải để ai phàn nàn về bất cứ điều gì cả. Mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi video để nắm rõ vận trình của mình trong tháng 10 âm lịch. Sau đây là phần tổng quan tử vi tuổi của các gia chủ tuổi Mùi trong tháng 10 âm lịch năm 2022. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Trong tháng này, với vận may khá tốt cho sự nghiệp, những người tuổi Mùi sẽ nhận được sự giúp đỡ từ người khác. Tất cả các vấn đề vướng mắc, sự cống hiến, mọi cố gắng của bạn sẽ được đền đáp xứng đáng. Bạn sẽ được cấp trên công nhận, có thể được thăng chức và nâng cao trình độ chuyên môn. Nếu bạn là người kinh doanh, hiệu suất công ty sẽ được tăng lên đáng kể, miễn là bạn đối xử với vận may trong công việc một cách nghiêm túc. Với những người làm công ăn lương, công nhân tại các nhà máy, công xưởng thì tháng này sẽ là một tháng rất vất vả. Bạn sẽ phải tăng ca liên tục để đạt được năng suất công việc mà công ty đề ra. Năm Nhâm Dần 2022, thái tuế là hạn ngạc đại tướng quân, dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Sa Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài thái tuế để nghênh đón thái tuế, mang lại may mắn và bình an. Đặc biệt, kim bài thái tuế của Phong Thủy Sa Cát được thầy Sa Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng cho gia chủ tuổi Mùi để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn có thể yên tâm khi sử dụng kim bài thái tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Tháng này cục diện bán tam hợp tác động nên gia chủ tuổi Mùi sẽ đạt được những thành quả nhất định trong công việc và tài chính cũng tăng lên đáng kể. Hầu hết bạn sẽ được thăng cấp đến một cấp độ mà bạn chưa bao giờ đạt được trước đây. Quý nhân mang đến những cơ hội làm ăn, đầu tư đáng mơ ước mà hiếm người có được. Chỉ cần bạn nắm bắt được cơ hội thì chuyện tiền bạc rủng rỉnh sẽ trở thành hiển nhiên. Tuy nhiên, bạn cũng cần chú ý vì tháng này có dấu hiệu phá tài. Nếu bạn không biết cân đối tài chính thì tiền của bạn sẽ không cánh mà bay. Bạn cũng sẽ mất một khoản tiền lớn cho con cái, có thể là xin việc hoặc cưới hỏi. Việc bạn cần làm là xây dựng nhật ký chi tiêu hợp lý để có một khoản để dành cho sau này. Để tiếp tục cải thiện vận may trong sự nghiệp, tài lộc vào tháng này, thầy Sa Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang bên mình vòng tay. Tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt là vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Sa Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng cho các gia chủ để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Theo dõi tử vi tháng 10 năm 2022 âm lịch của 12 con giáp, về phương diện sức khỏe của con giáp tuổi Mùi không có gì phải quá lo ngại. Thời tiết không phải là tác nhân gây ảnh hưởng tới bạn quá nhiều. Người tuổi Mùi nên cẩn thận để tránh chấn thương từ những vật sắc nhọn và phụ nữ đang mang thai nên chú ý. Bạn cần chăm sóc cơ thể thật tốt, giữ chế độ ăn uống hợp lý và nhẹ nhàng, chăm chỉ luyện tập các bài tập vận động thể thao theo độ tuổi, giữ tâm trạng và tinh thần thật tốt, nếu không sẽ có những vấn đề không tốt đến với sức khỏe của bạn trong tháng sau. Các gia chủ tuổi Mùi hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất, thầy Sa Cát sẽ khai quang, chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các gia chủ tuổi Mùi. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Tình yêu và mối quan hệ tình cảm sẽ tiếp thêm sinh lực cho những người tuổi Mùi. Nhờ thành công trong sự nghiệp và tiếng nói vui vẻ, bạn có thể thu hút những người khác giới mà bạn cần giữ khoảng cách nhất định và xác định rằng gia đình là nền tảng của sự phát triển nghề nghiệp. Một số người khác giới có thể giúp bạn, nhưng những người khác giới chỉ có thể làm phiền tâm trạng của bạn và mang lại tổn thất cho sự nghiệp hoặc tài sản tài chính của bạn. Các cặp đôi cũng sẽ có sự chuyển biến khá lớn trong mối quan hệ, có thể giữa hai người sẽ có một biến cố lớn gì đó mà khiến cho bạn và người ấy muốn nhanh chóng tiến tới hôn nhân, chuẩn bị về chung một nhà. Còn người độc thân có thể sẽ tìm thấy được một nửa của mình một cách khá tình cờ. Bản thân bạn chưa mấy quan tâm đến chuyện tình yêu đôi lứa, nhưng khi nhân duyên ập đến thì đó cũng là sức hút mà bạn chẳng thể chối từ. Tử vi của từng tuổi Mùi trong tháng 10 âm lịch năm 2022. Tuổi Ất Mùi sinh năm 1955.
Xem tử vi tháng này của gia chủ Ất Mùi vận trình khá ổn định, tuy không đến mức vượng phát rực rỡ nhưng cũng không có điều gì đáng lo ngại. Ở độ tuổi này, bản mệnh có thể an tâm hưởng tuổi già bên con cháu, không phải suy nghĩ quá nhiều về vấn đề tài chính hay con cái. Các đãi ngộ xã hội trong năm cũng rất ổn định, mưu sự có quý nhân trợ giúp, được hỗ trợ lo liệu từ đầu tới cuối, không có bất cứ vướng mắc nào. Tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967. Về vấn đề sức khỏe của người tuổi Đinh Mùi tháng này cần lưu tâm để ý, đành rằng ở tuổi này sẽ dễ mắc những căn bệnh tuổi tác, nhưng không phải vì thế mà bỏ bê bản thân. Bạn nên tham gia vào các buổi gặp gỡ, tập các bài tập vận động phù hợp với lứa tuổi, giữ tâm trạng luôn vui vẻ thì sẽ cải thiện được tình hình sức khỏe rất nhiều. Tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979. Công việc làm ăn của đương số tuy có mở rộng nhưng khó thuận ngay từ ban đầu, xu hướng vận khí tăng dần về cuối năm nên phấn đấu chờ thời cơ bùng nổ. Trong công việc, vấn đề bạn gặp phải dù đã nỗ lực nhiều nhưng không được ghi nhận chỉ vì ai đó có thành kiến, đối xử không công bằng, nên nhớ một điều nhịn chín điều lành, đừng phản ứng thái quá mà thiệt thân. Phương diện sức khỏe cũng gặp nhiều vấn đề do bản mệnh thường xuyên bận rộn mà quên mất việc nghỉ ngơi, tập luyện đúng giờ. Sức đề kháng suy giảm, nhiều người dễ nhiễm phải bệnh dịch hay các căn bệnh theo mùa. Thời điểm này bạn cần chú ý xây dựng thời gian biểu khoa học, chú ý nghỉ ngơi, làm việc hợp lý, luôn giữ tâm thế lạc quan, tích cực khi đối diện với biến cố của cuộc sống. Tuổi Tân Mùi sinh năm 1991. Trong tháng này, người tuổi Mùi sinh năm 1991 có thể tìm kiếm được một vài cơ hội khẳng định tài hoa của mình, song không vì đủ cố gắng nỗ lực nên dễ bỏ dở giữa chừng, nhất là khi phải đối diện với khó khăn. Ngoài ra, bản mệnh cũng thường mắc sai lầm do sự chủ quan lơ là của mình khi thực hiện những công việc quen thuộc. Trên phương diện tình cảm, mối quan hệ giữa bản mệnh và nửa kia chưa thực sự ổn định, hay người thường xuyên tranh cãi về những chuyện nhỏ nhặt khiến bầu không khí gia đình trở nên căng thẳng. Để gìn giữ sức khỏe cũng như tinh thần lạc quan khi đối diện với khó khăn, bản mệnh nhớ chăm chỉ tập thể dục thể thao, có chế độ ăn uống, sinh hoạt điều độ, hạn chế tụ tập vui chơi, sử dụng chất kích thích, đồng thời tìm người chia sẻ, tâm sự với mình. Tuổi Quý Mùi sinh năm 2003. Về công việc cơ bản đã ổn định với một số người tuổi Quý Mùi, tuy bản mệnh không gặp được nhiều cơ hội để khẳng định bản thân, song chỉ cần cố gắng, chăm chỉ thì ắt sẽ nhận được phần thưởng tương xứng. Nếu công việc vất vả, thường xuyên phải thức khuya dậy sớm hoặc phải đi xa trong thời gian dài, bản mệnh cần trao đổi, tâm sự với người nhà trước để đôi bên cùng thấu hiểu và tạo điều kiện giúp đỡ. Trên phương diện tình cảm, người độc thân mong muốn tìm được nửa kia của mình, song do tính cách hướng nội nên khó tìm được người ưng ý. Tổng quan tháng 10 âm lịch năm 2022, tháng Tân Hợi năm Nhâm Dần. Tháng 10 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch ngày 1 tháng 10 năm 2022 và kết thúc vào ngày 30 tháng 10 năm 2022, tức 25 tháng 10 đến 23 tháng 11 năm 2022 dương lịch. Tháng 10 Tân Hợi có năm âm là Thoa Xuyến Kim, tháng Hợi lục hợp dần, tam hợp mão và mùi thành mộc cục, xung tị, hình hợi, hại thân, phá dần, tuyệt ngọ. Đối với những người tuổi Mùi trong tháng 10 âm lịch này cần tránh các ngày sau. Ngày âm lịch ngày 3 tháng 10, tức 27 tháng 10 dương lịch, có nạp giáp là Quý Sửu, có nạp âm là Tang Tráng Mộc. Ngày âm lịch ngày 15 tháng 10, tức 8 tháng 11 dương lịch, có nạp giáp là Ất Sửu, có nạp âm là Hại Trung Kim. Ngày âm lịch ngày 27 tháng 10, tức 20 tháng 11 dương lịch, có nạp giáp là Đinh Sửu, có nạp âm là Sản Hạ Thủy. Đây là 3 ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi các mệnh chủ tuổi Mùi. Trong những ngày này, mệnh chủ cần hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết và không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Mùi trong tháng 10 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch ngày 8 tháng 10, tức 1 tháng 11 dương lịch, có nạp giáp là Mộ Ngọ, có nạp âm là Thiên Thượng Hỏa. Ngày âm lịch 20 tháng 10, tức ngày 13 tháng 11 dương lịch, có nạp giáp là Canh Ngọ, có nạp âm là Lộ Bằng Thổ. Đây là 2 ngày cát lành trong tháng để gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc chọn lựa ngày tốt cần phù hợp với tuổi gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp, phố long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí.
Thưa quý vị, trong cuộc sống không phải ai cũng luôn gặp được may mắn và thành công. Mỗi năm vận hạn mỗi người sẽ khác nhau. Chính vì thế mà chúng ta luôn phải vững tin vào cuộc sống đầy chông gai này. Qua phần luận giải của chúng tôi, quý vị đã phần nào nắm được vận hạn của mình trong tháng 10 âm lịch, từ đó sẽ có những bước đi vững chắc hơn nữa trong tương lai sắp tới. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng chương trình trong suốt thời gian qua. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.